Thưa quý vị và các bạn, trong truyền thống văn hóa dân gian của người Việt, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch được gọi là ngày Tết Đoan Ngọ. Trải qua thời gian, ngày Tết này vẫn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống tâm linh của mỗi người dân. Ngay từ sáng sớm, người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đổ về các khu chợ để mua sắm lễ vật thờ cúng trong ngày Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi với cái tên dân gian là Tết Giết Sâu Bọ. Theo phong tục truyền thống, sáng sớm Tết Đoan Ngọ, mọi người sẽ mua rượu nếp và các loại hoa quả đúng mùa để thắp hương, sau đó sẽ ăn các loại trái cây này với mong muốn diệt trừ được sâu bọ. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong ngày này, các loại trái cây theo mùa như vải, mận, xoài, chôm chôm, dưa hấu được bày bán nhiều hơn cả. Dù vậy, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, không tăng nhiều so với ngày thường. Theo đó, mận vải có giá trung bình từ 10 đến 20.000 đồng một kg, dưa hấu phổ biến từ 7 đến 15.000 đồng một kg. Ngoài ra, rượu nếp, lá cây tắm mùng 5 cũng là những sản phẩm không thể thiếu được trong ngày Tết Đoan Ngọ. Theo kinh nghiệm nhiều năm bán lá mùng 5, hôm nay bà Nguyễn Thị Hương ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cũng chuẩn bị các loại lá chủ yếu như đơn đỏ, kim ngân, cam thảo đất để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo bà, mỗi loại có một công dụng riêng nhưng đa số đều là cây thuốc nam có tính mát, dùng để chữa các bệnh ngoài da. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, là ngày Tết Đoan Ngọ. Từ ngày xưa là cha truyền con nối thôi. Cả năm thì tôi chỉ có nhà làm ra đi bán loại thuốc quý, thì là đấy đi bán cho nhân dân mọi người là mua. Nên là tôi có nào tôi bán thế, tôi cứ mang đi bán thôi. Thì năm nào cũng thế, một nhà tôi bây giờ phải, nếu mà tôi bán phải một năm phải được mấy chục triệu tiền lá cây này. Bán từ lúc nắng, từ tháng 4, bán hết đến mùng 5 tháng 5 là hết. Từ cổ truyền giờ nó vẫn theo cái tục lệ như thế thôi. Thì giờ đi mua hoa quả về thắp hương, con cháu ra chơi với ông bà thì là sum vầy, có cái gì ăn cái. Tết Đoan Ngọ là phong tục gắn với quan niệm về sự tuần hoàn thời tiết của năm. Trong đó, đoan được hiểu là mở đầu, ngọ có nghĩa là giữa trưa. Đoan ngọ có nghĩa là bắt đầu lúc khí dương đang thịnh nhất trong năm. Bên cạnh đó, dịp lễ này theo dân gian còn gọi là Tết Giết Sâu Bọ. Bởi trong tiết trời giao mùa dịch bệnh dễ phát sinh, nên vào ngày này người ta có tục bắt tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng trên cánh đồng cũng như phòng trừ bệnh tật. Đây cũng là ngày để con cháu nhớ về tổ tiên ông bà, là dịp những người thân trong gia đình sum vầy ấm áp bên nhau, cùng cầu cho trời đất mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đồng thời nhắc nhở các thế hệ trẻ về sau cần phải gìn giữ những nét đẹp truyền thống quý báu đó. Hôm nay là ngày 5 tháng 5 thì tôi có đi theo truyền thống của gia đình thì tôi có mua vải về diệt sâu bọ ngày 5 tháng 5 theo truyền thống của gia đình. Muốn những ngày này thì cái ngày truyền thống này thì mong là mọi người cũng tiếp nối cho ông nhớ những ngày 5 tháng 5 là ngày diệt sâu bọ. Dẫu không rộn ràng, nhộn nhịp như Tết Nguyên Đán, nhưng Tết Đoan Ngọ lại có những nét đẹp riêng, đi sâu vào tâm thức mỗi người và được lưu truyền đến tận ngày nay. Tuy năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu mua sắm của người dân cũng giảm hơn, tục cúng gia tiên không còn cầu kỳ. Dù vậy, đây là một phong tục đẹp, một nét văn hóa truyền thống của người Việt, góp phần nhắc nhở mọi người nhớ về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.